Vâng, thì xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin dịch COVID-19 trên kênh FBNC. Bản tin sáng hôm nay ngày 18 tháng 2 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trên thế giới, 7 loại COVID-19 được tìm thấy ở Mỹ, cuối cùng chủng gen. Nhà Trắng nói dịch Ebola ở châu Phi cần được kiểm soát ngay. Campuchia đã tiêm vaccine chống COVID-19 cho 7.000 người. Tại Việt Nam, Hải Dương, 5 ổ dịch đã bùng phát, nhiều ca bệnh phức tạp. Tại thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 3% người bệnh cần khám sàng lọc COVID-19. Hai công nhân ở ổ dịch Cẩm Giàng về quê khai làm việc ở Hà Nội. Theo thống kê từ trang Worldometer, số ca mắc COVID-19 ở một số nước trên thế giới đang có xu hướng giảm. Chuyển biến trên được cho là do các biện pháp phòng ngừa và miễn dịch cộng đồng. Cụ thể, khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Ấn Độ, có nhiều lo ngại rằng nó sẽ nhấn chìm hệ thống y tế mỏng manh của quốc gia đông dân thứ hai thế giới. Tuy nhiên, số ca bệnh ở Ấn Độ bắt đầu giảm mạnh vào tháng 9 năm 2020 và hiện họ báo cáo có khoảng 11.000 ca mắc mới mỗi ngày so với mức cao nhất là gần 100.000 ca trước đây. Cũng theo trang Worldometer, tính đến 18 giờ ngày 17 tháng 2, số người mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt mốc 110 triệu ca. Đến nay đã có hơn 2,4 triệu người tử vong vì đại dịch. Hiện số ca bình phục trên thế giới đã hơn 84 triệu ca. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi có tổng số ca nhiễm COVID-19 đã vượt mốc 28 triệu và hơn 499.000 ca đã tử vong. Ấn Độ là quốc gia thứ hai có số ca nhiễm cao nhất trên thế giới khi quốc gia này đã có hơn 10,9 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 155.000 ca đã tử vong. Hiện Brazil đã ghi nhận có hơn 9,9 triệu ca nhiễm và hơn 240.000 ca đã tử vong vì COVID-19. Xếp thứ tư là Nga, số ca nhiễm mới liên tục tăng nhanh khiến tổng số ca nhiễm tại Nga đã vượt mốc hơn 4,1 triệu ca, trong đó có hơn 81.000 ca đã tử vong. Thưa quý vị, cuộc chiến chống COVID-19 trên thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp và khó lường. Các nhà khoa học mới đây đã phát hiện ra 7 kiểu COVID-19 khác nhau nhưng cùng một chủng loại gen tại các bệnh nhân ở nước Mỹ. Theo các nhà khoa học của Viện Virus thuộc Đại học Louisiana, COVID-19 đã liên tục có sự biến đổi trong cơ thể của con người kể từ khi bùng phát ở Vũ Hán vào năm 2019. Kể từ khi bùng phát tại Vũ Hán vào năm 2019 cho đến nay, COVID-19 đã phân tách ra các chủng loại giống như gia phả của một gia đình. Ở Mỹ hiện nay có rất nhiều chủng loại virus, sự khác biệt của chúng là rất nhỏ bé. Nếu bạn nhìn thấy hai vận động viên chạy marathon, một người chạy nhanh hơn người kia chỉ khoảng 1 km một giờ, rất có phân biệt nếu họ chạy một vòng tròn. Và chúng ta không cần phải hoảng sợ. Có thể chúng đều có cùng cơ chế cấu tạo protein và các loại vaccine vẫn có thể tác dụng lên tất cả. Một vài trường hợp như ở Nam Phi và Brazil mới đây, chúng cùng có cấu tạo cùng cốt lõi và hệ miễn dịch một người khỏe mạnh với sự trợ giúp của vaccine vẫn có tác dụng trong việc ức chế các loại virus này. Có nhiều tín hiệu cho thấy chúng ta đang ngày càng gần hơn với việc kiểm soát các loại biến thể của virus. Tuy nhiên, vẫn phải nên tìm hiểu thêm và thận trọng đề phòng. Các nhà khoa học của Viện Virus Đại học Louisiana cũng cho biết, công trình nghiên cứu của họ đã xác định được trình tự gen của 0,4% từ 4 trên 1.000 mẫu xét nghiệm. Phát ngôn viên Nhà Trắng mới đây cho biết, việc phân phối vaccine sẽ được tăng tốc, mỗi tuần các bang trên cả nước sẽ nhận được khoảng 13,5 triệu liều. Đây là điều cấp bách cần làm vì trong thời gian qua, việc tiêm chủng vaccine của nước Mỹ đã không hoàn thành mục tiêu đề ra. Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, việc tăng lên 13,5 triệu liều một tuần là con số đáng kể kể từ khi ông Biden nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2021. Chúng tôi đang tăng gấp đôi số lượng vaccine được sản xuất và phân phối. Từ hôm nay, chương trình sẽ được mở rộng để mọi người trên khắp cả nước có thể chủ động đến hẹn và đến cơ sở y tế để được tiêm chủng. Dự kiến sẽ có khoảng 40.000 điểm tiêm chủng vaccine mọc lên trên khắp cả nước. Đây là chiến lược mạnh mẽ của chúng tôi trong thời gian tới. Song song với việc đẩy mạnh tiêm chủng vaccine, nội các ông Biden cũng đang muốn quốc hội thông qua gói cứu trợ 1.900 tỷ đô la Mỹ trong những tuần tiếp theo. Trong đó, mỗi người dân của Mỹ sẽ nhận được khoảng 1.400 đô la để giảm áp lực, nhất là những người bị thất nghiệp và các giảm lương do COVID-19. Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki mới đây cho biết dịch bệnh Ebola ở châu Phi, nhất là tại hai quốc gia Guinea và Cộng hòa Dân chủ Congo, cần phải được kiểm soát ngay bằng bất cứ giá nào trước khi chúng bùng phát thành đại dịch. Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cũng cho biết, mặc dù thế giới đang phải đối phó với COVID-19, cũng phải đặc biệt lưu ý tới dịch Ebola ở châu Phi. Bởi nếu có thêm một đại dịch nữa, các quốc gia, nhất là ở châu Phi, có thể sẽ không chống đỡ nổi. Đây là điều vô cùng nguy hiểm, nên thế giới cần chung tay dập tắt dịch Ebola càng sớm càng tốt, ngay khi chúng vừa bùng phát.
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Congo mới đây đã xác nhận 4 ca nhiễm, Cộng hòa Guinea ở Tây Phi xác nhận 7 ca và có 3 người tử vong. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jen Sullivan cũng lên tiếng xác nhận đại sứ quán Mỹ tại các khu vực trên sẽ phối hợp cùng chính quyền các nước và những tổ chức quốc tế để khống chế Ebola. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng bày tỏ quan ngại và cho biết các nhà khoa học đang làm việc chặt chẽ ở các khu vực để kiểm soát tình hình. Hai địa điểm tiêm chủng vaccine đại trà vừa được mở tại California trong nỗ lực tạo ra 100 điểm tương tự như vậy trong 100 ngày đầu tiên từ khi chính quyền ông Biden nhậm sở, với mục đích tăng tốc quá trình tiêm chủng vaccine vốn bị chỉ trích vì chậm trễ trong thời gian qua. Hai địa điểm trên, một đặt tại thành phố Los Angeles và một đặt tại thành phố Oakland, mỗi nơi có khả năng tiêm chủng cho 3.000 người một ngày. Cơ sở vật chất được chính quyền liên bang tài trợ và nhân lực được điều từ chương trình FEMA của Bộ Quốc phòng. Một đại diện của FEMA phát biểu, kiềm chế thành công COVID-19 là mục tiêu quan trọng nhất của đất nước lúc này. Chúng tôi khẳng định sẽ nỗ lực để tất cả mọi người đều được tiêm chủng. Những ngày sắp tới sẽ có 5 địa điểm khác được mở tại Texas và New York. Toàn bộ đều dùng vaccine của Pfizer và Moderna. Trong khi đó, trong một phát biểu, Thống đốc California Gavin Newsom cho biết, ông muốn vaccine của J&J cũng nên được cấp phép vì nguồn cung hai loại kia hiện đang rất hạn chế. Ngày càng có nhiều người Mexico đi du lịch tới Mỹ để được tiêm chủng vaccine khi quốc gia láng giềng đang đẩy mạnh quá trình tiêm chủng, trong khi ở Mexico thì tình hình vẫn đang có nhiều khó khăn. Những ngày qua, ước tính gần 11% người dân Mỹ đã được tiêm chủng vaccine khi chính quyền của ông Biden quyết tâm đẩy mạnh quá trình. Và một loại hình mang tên du lịch vaccine đang được lan truyền phổ biến trong người dân Mexico, nghĩa là đăng ký du lịch tới Mỹ để được khuyến mãi tiêm vaccine. Tại sân bay quốc tế Mexico City, gần một nửa số hành khách quốc tế chuẩn bị bay tới Mỹ cho biết họ sang đó để được tiêm chủng vaccine. Chúng tôi muốn được tiêm chủng để ngăn ngừa bệnh tật. COVID-19 được quản lý rất yếu kém ở Mexico. Nhưng ở Mỹ, bạn chỉ cần đăng ký, trình diện mã QR code và sau đó bạn sẽ được tiêm chủng. Một người khác cho biết, 5 thành viên của gia đình anh đã được tiêm vaccine của Moderna và tất cả đều miễn phí và đến Mỹ là một cơ hội tuyệt vời. Mexico hiện vẫn đứng thứ hai tại Bắc Mỹ và Trung Mỹ với gần 2 triệu ca bệnh, hơn 174.000 người đã tử vong. Trong vòng 24 giờ qua, nước này có thêm hơn 3.000 bệnh nhân mới. Tổng thống Dominica, ông Luis Abinader cho biết nước này vừa tiếp nhận lô vaccine đầu tiên là 20.000 liều của hãng dược phẩm AstraZeneca. Lô hàng đã cập cảng Santo Domingo an toàn. Dự kiến những công nhân viên y tế, bác sĩ trên tuyến đầu sẽ là đối tượng đầu tiên được tiêm chủng. Thống đốc Abinader cho biết, việc tiếp nhận những lô vaccine này là tín hiệu tích cực đầu tiên, giống như ánh sáng ở cuối đường hầm. Cộng hòa Dominica hiện vẫn đứng thứ 5 ở Bắc và Trung Mỹ với 231.000 ca bệnh, gần 3.000 người đã tử vong. Trong vòng 24 giờ qua, nước này có thêm 532 bệnh nhân mới. Chuyến bay đầu tiên chở hơn nửa triệu liều vaccine Sinopharm đã tới sân bay Budapest của Hungary. Nếu được tiêm chủng thì Hungary sẽ là quốc gia đầu tiên ở Liên minh châu Âu sử dụng vaccine Trung Quốc. Theo một quan chức Hungary cho biết, việc tiêm chủng sẽ được bắt tay ngay sau khi các thủ tục tiếp nhận hoàn tất. Hiện nay, EU đang đi sau Mỹ và Anh về tiêm chủng vaccine cho dân chúng. Chính phủ Hungary nhiều lần chỉ trích EU và các chính sách liên quan đến tiêm chủng và đã tự mình mua vaccine của Trung Quốc, bất chấp việc những loại này không được Liên minh châu cấp phép. Mới đây, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nói trước Quốc hội rằng vaccine của Trung Quốc đã chứng minh là an toàn, khi quốc gia láng giềng Serbia cũng đã tiêm bằng loại tương tự. Hungary đặt mục tiêu đến tháng 5 năm 2021 sẽ tiêm chủng cho khoảng 3,5 triệu người dân, chủ yếu dùng vaccine của Trung Quốc và Nga. Tính đến nay, Hungary vẫn đứng thứ 18 ở châu Âu với gần 390.000 người nhiễm, gần 14.000 trường hợp đã tử vong. Trong vòng 24 giờ qua, nước này có thêm 823 bệnh nhân mới. Hồng Kông sẽ dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa chống COVID-19 từ ngày 18 tháng 2. Theo đó, các hoạt động thể thao ngoài trời, hoạt động giải trí và ăn uống ở nơi công cộng sẽ được bắt đầu lại. Điều này được thực hiện sau khi tỷ lệ lây nhiễm tại đặc khu này giảm mạnh những ngày qua. Bộ trưởng Y tế Hồng Kông Show Hee Chan cho biết, trong một cuộc họp báo, các hoạt động từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm sẽ được mở cửa như bình thường, như các dịch vụ làm đẹp, công viên, rạp chiếu phim, thể dục thể thao mà không cần điều kiện tiên quyết gì. Tuy nhiên, bể bơi và sân chơi mặt trượt vẫn sẽ phải đóng cửa. Hồng Kông hiện vẫn đứng thứ 39 châu Á với gần 11.000 ca nhiễm, 195 người đã tử vong. Trong vòng 24 giờ qua, đặc khu này chỉ có thêm 8 bệnh nhân mới. Nhật Bản chính thức bắt tay vào quá trình tiêm chủng vaccine toàn quốc từ ngày 17 tháng 2 năm 2021. Những công nhân y tế, các bác sĩ, những người trên tuyến đầu chống dịch là các đối tượng được ưu tiên đầu tiên.
Loại vaccine Nhật Bản chọn là Pfizer của Mỹ kết hợp cùng với BioNTech của Đức trong lượt tiêm đầu tiên. Dự kiến khoảng 400.000 công nhân viên y tế tại 100 bệnh viện trên cả nước sẽ được chọn. Dự kiến mỗi người sẽ tiêm 2 liều cách nhau 3 tuần. Bộ trưởng Y tế Yamamoto Hiroshi nói với các phóng viên rằng tiêm chủng toàn quốc và giúp cho mọi người có miễn dịch là một bước lớn đối phó với COVID-19. Bộ Y tế Nhật Bản đã làm việc với các chuyên gia để tìm cách thức tốt nhất nhằm đảm bảo mọi người công dân đều được tiêm phòng càng sớm càng tốt. Dự kiến sau khi tiêm phòng cho 400.000 công nhân viên y tế, đối tượng tiếp theo sẽ là những người già từ 65 tuổi trở lên. Nhật Bản vẫn đứng thứ 10 châu Á với hơn 417.000 bệnh nhân, hơn 7.000 trường hợp đã tử vong. Trong vòng 24 giờ qua, nước này có thêm gần 2.000 bệnh nhân mới. Sau một tuần kể từ khi chính thức tiêm chủng vaccine trên toàn quốc từ ngày 10 tháng 2 năm 2021, đến nay đã có khoảng 7.000 người Campuchia được tiêm mũi đầu tiên. Chính phủ Campuchia đặt hy vọng lớn vào việc tiêm chủng sẽ làm thay đổi kết quả chống dịch. Trong 7.000 người đã được tiêm chủng, có khoảng 5.000 quân nhân trong lực lượng vũ trang, cảnh sát và nhân viên chính phủ cấp cao. Người dân bình thường có khoảng 2.000 người. Trước đó, Campuchia đã nhận 300.000 liều vaccine của Sinopharm. Trong tổng số gần 1 triệu liều Trung Quốc hứa viện trợ, Campuchia ưu tiên lực lượng vũ trang và nhân viên chính phủ cấp cao được tiêm chủng đầu tiên. Việc tiêm chủng chủ yếu diễn ra tại 5 bệnh viện lớn của cả nước như là Kamiti hay Bệnh viện Hữu nghị Khmer Soviet. Chính phủ Campuchia có kế hoạch tiếp theo là tiêm chủng cho toàn bộ lính biên phòng canh gác biên giới với Lào, Thái Lan và Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, Campuchia ghi nhận 479 ca nhiễm, chưa có người tử vong. Trong vòng 24 giờ qua, nước này không có thêm bệnh nhân mới. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính đến 18 giờ ngày 17 tháng 2, Việt Nam đã phát hiện 18 ca mắc COVID-19 mới, thứ tự từ bệnh nhân số 2.312 đến 2.329, là các ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương. Cụ thể, ca bệnh từ 2.312 đến 2.329 là F1 đã được cách ly tập trung trước đó. Trong đó có 7 ca liên quan đến ổ dịch huyện Cẩm Giàng, 2 ca liên quan ổ dịch phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương và 9 ca liên quan đến ổ dịch thành phố Chí Linh. Hiện có 9 bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chí Linh và 9 bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Hiện Việt Nam có tổng cộng 2.329 ca mắc, trong đó có 1.430 ca lây nhiễm trong nước. Riêng số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 737 ca. Số ca mắc được cách ly ngay sau khi nhập cảnh là 899 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly là 145.925 người. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong ngày có 7 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi là 1.580 ca. Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 17 tháng 2, Việt Nam có tổng cộng 2.329 ca mắc COVID-19, tổng số ca bệnh được điều trị khỏi là 1.580 ca và 35 ca đã tử vong. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Hải Dương tồn tại 5 ổ dịch COVID-19 với nhiều diễn biến rất phức tạp. Chỉ trong một tuần nghỉ Tết Tân Sửu thì các ổ dịch này đã liên tiếp phát sinh hàng trăm ca dương tính SARS-CoV-2. Cụ thể, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương nhận định, tỉnh này ghi nhận 5 ổ dịch lớn tại Chí Linh, Cẩm Giàng, Kinh Môn, Nam Sách và ổ dịch mới tại thành phố Hải Dương. Trong đó, ổ dịch Chí Linh ghi nhận tổng số ca nhiễm cao nhất với hơn 280 ca dương tính virus SARS-CoV-2. Đến nay, cơ bản ổ dịch này đã được khống chế. Riêng ổ dịch thành phố Hải Dương tuy số ca nhiễm không cao như thành phố Chí Linh, nhưng đây lại là ổ dịch có tính chất phức tạp nhất. Ban Chỉ đạo thành phố đã thiết lập 11 vùng phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương cũng cho biết, do thời gian ủ bệnh lần này khá lâu, nên các trường hợp F0 tại các ổ dịch đã tiếp xúc với nhiều người. Việc truy vết hiện cũng đang gặp rất nhiều khó khăn vì đúng vào dịp Tết. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, việc nâng cao năng lực xét nghiệm cho các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Hải Dương là yêu cầu cấp bách. Theo đó, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội đã khẩn trương hỗ trợ máy móc, trang thiết bị nâng công suất xét nghiệm COVID-19 Bệnh viện Dã chiến 2 của tỉnh Hải Dương tăng lên 4 lần. Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai đã đến Bệnh viện Dã chiến số 2 khảo sát, trực tiếp đào tạo, hướng dẫn, chỉ đạo công tác lắp đặt thiết bị xét nghiệm. Nhiều máy móc, trang thiết bị, máy xét nghiệm, máy tách chiết, một số máy móc hỗ trợ khác đã được chuyển đến Hải Dương trong thời gian ngắn nhất. 5 cán bộ kỹ thuật của khoa vi sinh Bệnh viện Bạch Mai cũng đã được tăng cường để trực tiếp đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, cầm tay, chỉ việc, đưa công suất xét nghiệm của Bệnh viện Dã chiến 2 tăng hơn 4 lần so với trước. Trước khi được chi viện, công suất xét nghiệm của Bệnh viện Dã chiến cơ sở 2 đạt từ 200 đến 250 mẫu bệnh phẩm một ngày, nay đã có thể đạt trên 1.000 mẫu bệnh phẩm một ngày.
Tại Hà Nội, trong ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết dài, nhiều cơ quan công ty trên địa bàn thành phố yêu cầu toàn bộ nhân viên phải lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Theo ngành y tế Hà Nội, đây là biện pháp chủ động được các cơ quan công ty thực hiện đồng loạt để đề phòng phân loại các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm khi đón Tết từ các địa phương trở về Hà Nội. Về việc người dân trở lại Hà Nội sau Tết phải khai báo y tế, Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, quy định trên để kiểm soát rõ nơi đến và nơi đi của từng người dân trong dịp Tết trước khi quay trở lại Hà Nội. Cụ thể, người dân trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán được chia thành hai trường hợp. Thứ nhất là những người chỉ về quê ăn Tết, quê không phải là vùng dịch, không tiếp xúc với các trường hợp liên quan đến các ca bệnh thì chỉ cần khai báo y tế qua mạng, qua phần mềm Bluezone. Thứ hai là những người đã về vùng có dịch, nơi có các ca mắc COVID-19 thì phải chấp hành nghiêm việc khai báo y tế cho địa phương, nơi sinh sống tại Hà Nội, cụ thể là trạm y tế, phường, xã. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau 9 ngày thực hiện khai báo y tế điện tử ở các bệnh viện trên địa bàn, kết quả cho thấy khoảng 3% người bệnh cần được phân luồng theo hướng được khám sàng lọc. Cụ thể, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 9 ngày thực hiện biện pháp trên đã có gần 13.000 lượt người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cần được phân luồng và khám sàng lọc trong tổng số gần 400.000 trường hợp đến khám tại các bệnh viện. Đây là kết quả được hiển thị trên bảng điều khiển dữ liệu của Sở Y tế khi người bệnh đến khám tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố những ngày nghỉ Tết vừa qua, từ ngày 8 đến ngày 16 tháng 2. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện cần tăng cường bố trí nguồn lực, phân luồng khám sàng lọc cho người bệnh nhằm đảm bảo chỉ định cách ly và làm xét nghiệm sàng lọc theo đúng hướng dẫn của CDC. Biện pháp này sẽ đáp ứng yêu cầu tình hình dịch tễ mới khi truy vết tiếp xúc F1, F2 đang diễn ra trên địa bàn thành phố. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân phường Tăng Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức đã ra quyết định dỡ 6 chốt phong tỏa và giải tỏa khu vực dân cư liên quan đến các ca mắc COVID-19 trên địa bàn phường. Cụ thể, khu vực giải tỏa cách ly là điểm phong tỏa đường 441 có 6 chốt với 291 người bị cách ly. 6 chốt này bao gồm chốt tại giao lộ Lê Văn Việt, đường 441, hẻm A4, hẻm A6, hẻm A8, trung tâm bồi dưỡng chính trị và cuối đường 441. Như vậy, với việc tháo dỡ điểm phong tỏa này, trên địa bàn thành phố Thủ Đức hiện chỉ còn một điểm phong tỏa là vườn nướng Mái Đỏ 146 Tây Hòa thuộc phường Phước Long A. Và toàn thành phố Hồ Chí Minh còn lại 11 điểm phong tỏa liên quan đến chuỗi lây nhiễm sân bay Tân Sơn Nhất. Thưa quý vị, cơ quan chức năng huyện Nga Sơn, tỉnh Hải Dương vừa phát hiện một trường hợp F1 đã tiếp xúc với người nhiễm SARS-CoV-2 từ ổ dịch Hải Dương về quê Thanh Hóa ăn Tết. Trong những ngày Tết thì F1 này đã đi nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người tại địa phương. Cụ thể, trường hợp F1 này là một nam thanh niên trú tại xóm 6, xã Nga Thái. Anh được xác định đã tiếp xúc gần với bệnh nhân F0 tại ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ngay sau khi phát hiện, huyện Nga Sơn đã tổ chức cách ly y tế đối với nam thanh niên từ ngày 16 tháng 2 tại điểm cách ly tập trung của huyện theo đúng quy định đối với các trường hợp F1. Bước đầu xác định, anh này về quê từ ngày 8 tháng 2 và đã khai báo y tế với trạm y tế xã, đồng thời đã tiếp xúc với một số người tại các xã Nga Hải, Nga Thái, Nga Tiến, Nga Thanh, Nga An. Công an huyện Nga Sơn đề nghị những ai đã tiếp xúc gần với trường hợp này từ ngày 8 tháng 2 cho đến nay, chủ động liên hệ với chính quyền địa phương, trạm y tế xã để khai báo và được kiểm tra sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cách ly theo đúng quy định. Liên quan đến công tác truy vết, xét nghiệm các F1, F2 đi từ các vùng dịch về địa phương đón Tết, thành phố Cần Thơ cho biết trong những ngày nghỉ Tết Tân Sửu, địa phương này đã truy vết được nhiều trường hợp F1, F2 và lấy 1.437 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Sở Y tế thành phố Cần Thơ cho biết, dịp Tết vừa qua có 10 trường hợp khám, cấp cứu liên quan đến nguyên nhân sốt, ho, khó thở hoặc trở về từ các địa phương có dịch. Qua xét nghiệm, tất cả các trường hợp này đều âm tính lần một với SARS-CoV-2. Ngoài ra, thành phố Cần Thơ đã thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 như thành lập gần 3.000 tổ COVID-19 cộng đồng, tạm dừng hoặc giảm quy mô các hoạt động tập trung đông người, kiểm soát chặt chẽ tại sân bay, bến xe và rà soát chặt chẽ tại cộng đồng theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để phòng chống COVID-19 trên địa bàn. Hiện số người đang trong thời gian theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú trên địa bàn là hơn 19.000 người. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết, huyện vừa có quyết định xử phạt đối với Lò Văn Hải và Lù Văn Ban cùng 19 tuổi ở bản Nong Kim, xã Trung Đồng, 15 triệu đồng một người do làm việc tại ổ dịch Cẩm Giàng, nhưng khi về quê ăn Tết lại khai báo y tế là làm việc tại thành phố Hà Nội. Cụ thể, một trong hai công nhân trên thuộc diện F1 tiếp xúc gần với F0 cùng công ty Brother, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Nhưng khi cả hai trở về tỉnh Lai Châu ăn Tết vào ngày 5 tháng 2, đã thực hiện khai báo y tế và làm việc tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Sau đó, huyện Tân Uyên đã nhận được thông báo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai
về việc có trường hợp F1 là Lò Văn Hải có tiếp xúc với nguồn lây tại Hải Dương là F0, ca bệnh 2188, làm cùng phân xưởng tại công ty Brother. Ngay sau đó, hai đối tượng trên đã được đưa đi cách ly tại trường quân sự tỉnh Lai Châu. Đồng thời, cả hai bị xử phạt vì cố ý khai báo thông tin sai sự thật về dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, với mức phạt là 15 triệu đồng cho một người. Huyện cũng đã rà soát các trường hợp tiếp xúc với F1 Lò Văn Hải để cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định và tổ chức phun khử khuẩn tại các khu vực có liên quan. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dịch COVID-19 ngày hôm nay của chúng tôi, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới. Mời mọi người đăng ký kênh để theo dõi.